bạn đã quay lại với video của mình. Và sáng hôm nay là sáng 10 tháng 7 các bạn ạ, tổng kết năm học của trường. Đấy, hôm nay rất là đông đủ học sinh, các thầy giáo, cô giáo cùng các bậc phụ huynh đến để dự lễ tổng kết cuối năm. Bây giờ mời các bạn cùng tôi xem lễ tổng kết của trường tiểu học Thịnh các bạn nhé. Sau này có các lãnh đạo, ủy ban nhân xã và đại diện phụ huynh đến tham dự buổi lễ tổng kết sáng hôm nay. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi lễ tổng kết cuối năm học của trường chúng tôi. Xin mời các bạn. Năm học nửa đã qua đi, cùng với tiếng ve kêu dân gian, những ngày, những cánh cược đỏ báo hiệu mùa hè đã tới. Đây cũng là lúc thầy trò trường tiểu học Phúc Thịnh điểm lại những nỗ lực phấn đấu và kết quả đạt được. Ban giám hiệu nhà trường, các thầy giáo, cô giáo, các bậc phụ huynh và các em học sinh đã tạo điều kiện để nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2019-2020. Hôm nay, được sự nhất trí của phòng giáo dục và đào tạo trên địa bàn, buổi lễ tổng kết năm học 2019-2020. Về dự và chỉ đạo buổi lễ tổng kết hôm nay, đồng chí Bùi Văn Hoạt, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã, cùng bí thư. Tôi xin trân trọng giới thiệu có ông Phạm Trường Giang, Phó Bí thư Đoàn xã cũng có mặt về dự. Tôi xin trân trọng giới thiệu có ông Phạm Văn Hoàng, Chỉ huy quân sự xã cũng về dự. Về dự còn có sự hiện diện của các bác, các chú đại diện cho hội phụ huynh học sinh cùng toàn bộ các tổng kết năm học 2019-2020. Xin kính cảm ơn đồng chí. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể các thầy giáo, cô giáo, các bậc phụ huynh, các em học sinh thân mến. Vậy là thời gian học tập và rèn luyện của năm học đã trôi qua. Năm học 2019-2020 đã kết thúc. Trong không khí cả nước đang nỗ lực thi đua, lập nhiều thành tích, chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ các cấp hướng tới Đại hội Đảng 7 27 tháng 7 năm 2020. Thầy và trò trường chúng ta hân hoan tổ chức tổng kết và tuyên dương khen thưởng những tập thể cá nhân đạt thành tích cao. Năm học thành công, phong trào sạch đẹp, kết thực chế PU nhà tranh chất ô tô công ước trong đào bộ giáo trên cơ nhằm thúc đẩy quốc gia mức độ 1. Nhà trường phải chuẩn bị đảm bảo về điều kiện con người, cơ sở vật chất để thực hiện tốt việc triển khai chương trình sách giáo khoa mới năm 2018. Công đoàn nhà trường phát động thi đua trong giáo viên học sinh theo chủ đề chủ nhiệm các đợt thi đua động viên khen. Kính thưa các vị đại biểu, khách quý, kính thưa các thầy giáo, cô giáo, thưa các bậc phụ huynh và các em học sinh thân mến. Hôm nay, cùng chung với cả nước, trường chúng ta tổ chức lễ bế giảng năm học 2019-2020. Được sự phân công của Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể xã Phúc Thịnh cho các anh em chị em chúng tôi được đây về được về dự với trường của chúng ta. Hôm nay là một niềm vinh dự lớn đối với bản thân tôi và các đồng chí được phân công. Lời đầu tiên trong buổi bế giảng hôm nay, cho phép tôi xin được kính chúc sức khỏe các vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo, các bậc phụ huynh, các em học sinh được sức khỏe dồi dào và một kỳ nghỉ hè rất là tốt đẹp. Thank you.
nhân, giáo viên và học sinh có thành tích xuất sắc trong năm học. Hiệu trưởng tiểu học Phú Thịnh. Căn cứ luật thi đua khen thưởng, căn cứ nghị định số 42/2010 ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều luật kỷ niệm chương. Một, đồng chí Nguyễn Xuân Đường. Hai, đồng chí Mai Tuấn Anh. Ba, đồng chí Nguyễn Thị Huyền. Bốn, đồng chí Cao Thị Hà. Năm, đồng chí Nguyễn Thị Thủy. Sáu, đồng chí Phạm Văn Minh. Bảy, đồng chí Phạm Văn Triều. Tôi xin chào quý mời đồng chí Bùi Thị Sơn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, thay mặt cho Đảng ủy lên trao huy hiệu quân cho các đồng chí.
10 triệu anh. 32. Em là Nguyễn Thị, 32. Em Nguyễn Thị Bảo Trân. Em là Hồ Dung, 32. Em Quách Tân Hoa, 32. Em là Mai Linh, 42. Bùi Thị Linh Đan, 21. Phạm Tuân Vũ, lớp 23. Phạm Nguyễn Hoàng Tùng, 23. Em Bùi Phương Na, 23. Bùi Phương Na. Thị Mỹ Lệ, 51. Bùi Thanh Thảo, 51. Phạm Linh. Bùi Ngọc Lâm, 52. Quách Công Phú, 21. Lê Văn Huynh, 21. Em Lê Hoàng Quân, 42. Lê Hà Thị Ngọc Anh, 40. Hà Thị Ngọc Anh, 40. Phạm Thị Ngọc Anh, 40. Và sau đây là các em trở về sinh hoạt này. Sau một thời gian buổi lễ tổng kết năm học 2019, bế mạc buổi lễ tổng kết năm học 2019-2020, kết thúc năm học 2019-2020. Xin trân trọng cảm ơn.